ដែលហេតុអីបានជាគេត្រូវដុតនាងសម្លាប់នៅក្នុងប្រាសាទនាងសមាវតីគឺជាអគ្គមហេសីមួយរូបក្នុងចំណោមនៃអគ្គមហេសីបីរូបរបស់ព្រះបាទឧទ្ទេនៅក្នុងក្រុងកៅសម្ពីគឺមានព្រះនាងសមាវតីព្រះនាងវាសិលៈតតាហើយនិងព្រះនាងមានកន្ធិយាព្រះនាងសមាវតីនៅពេលដែលបានទៅនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយមានស្រីស្នំជាច្រើនរយអ្នក ណាហើយហោមអមតំណើទៅនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងហើយព្រះនាងសមាវតីក៏ជាអរិយសាវិកាមួយរូបក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរបានស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់ស្ត្រីបម្រើរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងគឺនាងខុជ្ជតរាបានសម្ដែងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្ងៃមួយហ្នឹងអ្នកក្រុងកៅសម្ពីក៏រដ្ឋនីប្រះសមាសម្ពុទ្ធមកកាន់ក្រុងហ្នឹងហើយព្រះនាងសមាវតីព្រមទាំងស្រីស្នំដតីចង់ឃើញព្រះសមាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមិនអាចទៅបានទេអញ្ចឹងទៅក
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តយាងទៅក្នុងក្រុងកៅសម្ពីហ្នឹងនាងមារគាត់និយាយដែលជាគមហេសីមួយរូបផងដែរធ្លាប់មានគំនុំគុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលធ្លាប់ជួបព្រះអង្គដំបូងហើយព្រះអង្គពូលទេសដែលអំពីរូបសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថាក្នុងខ្លួននឹងសឹកតែមុតលិមុខអីចឹងទៅនាងនឹងខឹងគុំព្រះអង្គដល់ពេលដឹងថាព្រះអង្គមកកាន់ក្រុងកៅសម្ពីក៏ប្រើមនុស្សឲ្យទៅជាបតិចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្
ngập ngạt tử nhưng mấy con thì riêng đang thưa prasama samput mình cắt có chấp đã nghĩa mà thưa tốc bộ mình đánh ở đây giả sao vì cao bảo prasama samput cứ niên sama vật đấy chỉ mùi năng bạc bộ rồi bảo phần niên năng ai đăng tha phần niên sama vật đấy chỉ ở đây giả sao vẽ không put sát sanh chân của rồi lên thưa ba chấp tục chấp cùng học chỉ cho ra này là lược ti mùi năng từ tu bồ chia và ba độ tê năng tha phần niên năng chọn anh chàng và san chàng ấy đầm bay mơ prasama samput bồ chia tới khơi tua đoàn chân tới có ao kế thưa và san bên bằng uý thông thông chân tới đầm bay ao phần niên hay năng say sâm tầng này bàn khơi đó lược ti pi chào tha cầm phần niên sama vật đây năng ở sma trăng chỉ mùi năng bồ chia tê nè ba thưa cái gia ngao thay bỏ ở thưa đi phần đây bỏ thưa chẳng hạn thay prasama samput thưa rừng ấy thưa nơi pe đại thưa cái gia ngao thay bồ chia niềng miệng còn thì dễ ao kia do sạt rồi do ta ao phụ bên niềng sao mà đại thờ đàn chấn nè nó kia sạt đại chia đại sao vậy kia thờ hay đào pe thờ chẳng hạn phải prasama samput do sạt sập tử chấn kia thờ ấy do tu đường đang bồi chia co mình mọt mình co đấy đào lược thì bay nắng đào chầm về này bồi chia từ từ tung cho mỗi đường bên niềng sao mà đại niềng miệng còn thì dễ nắng co chấp đã ao kia rupu về nhá đặt được lòng phần đằng hái co này gì bồi chia ta ngày nắng nhom bọn đôi chia sập bên khơi như rương à cọ này mình sưu tới khai miền rương ấy cả làng là bọn chân nhom mà cha đang sông tàu dùm môi đang bọn này tất căn sầm nặng này và xa tập bọn niên sầm áo vật đầy đào pe tàu chân niên mi con thì dương đang thưa đa chỗ đa làng đa chỗ đa làng của dọa pin đại miền phố được non nắng vô tận đại cả lại tôm rồi bọn phần niên sầm áo vật đầy hay đang bị chia và bạt ut đang ảnh đào pe rồi tất cả bạc ắt nọc phần đang tàu phố nâng có việc chênh máu niên mê con thì dưới nâng có sợi chào lâu thả niên xa mà vào đây trong thư cốt bởi chìa lược nâng sẽ đập bị ở bọn niên mê con thì dưới có ai kê chập cổm bởi niên xa mà vào đây dô tới xâm lập bởi chìa khăn nà ai banh bruyn tay mùi cọp tới xâm lập mà nụ tiền pram rồi nhẹ nâng bàn còn đây là không phải nó niên xa mà vào đây có ai vát đó sợi rồi bọc luôn bởi màn chìa pram rồi nhẹ nâng thả ai miên mê ta chất sai chung phu bởi chìa đói cổng lăng này mê ta chất cổng lăng này mê ta chiên rồi bọc bởi niên xa mà vào đây nâng bởi chìa bánh bởi chìa con bởi nâng hóc bọ mà rô bởi chìa bánh bởi chìa tọ slot mê tên đâm thu cổng hóc xông cổng mạt tốt niên xa mà vào đây rồi hốt đó ạ này nhát ở miên bị khổ xong chô mà không bởi chìa vang nâng rồi hốt đó bởi ngay mối bởi chìa và bà đầu tiên nâng tư cổ xa nâu ưu chìa nâng niên xa mà vào đấy xì xu cho môi nó ở bốc mê rồi bọc luôn ai kia nôm cả nát chênh bị khá lãng bình chênh bị khá lãng hai ấy có đã cầm hắt ai krom và niên xa mà vào đấy nâng chô được nông vật sát bật thuê chất rung cả nát đang hãy chạy bình đốt xâm lập nẹ tầng ơn này nâng nông vật sát nâng phẩm mang chế bàm rồi nét xa lập ở đây bởi chìa tà lọc màu vinh đăng theo và niên xa mà vào đấy bởi tầng xa lập tầy xa lập chấm ai kế sớp xua đầm năng thang tận ái trên nạp bệnh chìa sớp xua cho sớp xua láng đăng thay bản niên mê con thị dìa chắp bản niên con mê con thị dìa nâng rôm tiền phạm bộ bọc luôn dô tờ chị đấy cọp trầm trầm dìa kẻ tục bản niên mê con thị dìa mùi
hái rồi sẽ bán đột đột hái chu điện nếu mi con thì dĩa bị chia thôi tục ngon chừng kề khi ao khi vô của bất a sạch niêng mi con thì dĩa nâng chị đồng đồng hái vô ta ăn hái ao niêng mi con thì dĩa nâng bò thì phô sạch luôn anh rất toàn để sập tử ấy ban bị khâu son nâng anh có son thần niêng khi ta cho hai đây ban chỉ niêng sama vật đây từ kệ đột không có sai nâng ban chỉ bắt sama sang phốt lơ còn bị phô bạc cám rồi bao niêng sama vật đây prom chẳng phạm phốt bạc luôn thà bị chia mũi nữa ແນ່ປະນຽງສະມາວະໄດນັ້ນກໍທ្លອບຊິໄສສະນົມໃນក្នុងນະໂກ1របស់ປະຣິຈິມួយອັງໃນក្នុងນະໂກປະຣິນະໄສໃນក្នុងການນັ້ນປະຣິຈິອັງນັ້ນບານນໍາໄສສະນົມປະມານຊິ 500 cùng niềng tập làm rồi nè nó pay luôn mưa tới tháp bà chiết cột nâng cứ bà đi chiết chỉ nè ôp thông tận nộp mà rong chẳng pay luôn tháp bớt sanh bà đi chiết đăng tháp bộ dương đốt bà chiết cột bà đi chiết bà con chiết sầm lấp dương này chẳng làm bấy bẩm bát phò tá niềng tiền làm rồi nè nó có bẩm mồ ôp thám đốt lương tì pí đi miên chiết tân á miên chiết tân á nâng sầm lấp lâu đau yểm na này à chiết tân á lương tì pí nè chi mũi ăn miên chiết tân á đây là lương tì pí nè miên chiết tân á tiếp phơ ao xây tiền làm rồi nè này ai nè các chiết na ná tơ kê sầm lấp tơ kê đốt non ti cái lại chỉ mũi này à hay tơ thề nó non nó rụ nó ốc sai này cặp à nó cứ chia bỏ vót bỏ cam rồi bỏ crom bên yên sầm vật đầy bên tay xuôi thập ba chiếc cặp bút lục đại nạp pin ắt thà ắt đấy đòi xa tập pin nó lục châu này rô sầm bát đọc pin crom bẩm bơ ngày tới lục ở trên pin này rô sầm bát lục có hoa tơ cánh phun con tầm nhiệt tử chân sầu mà vĩnh bỏ cam rồi bỏ bên yên sầm vật đầy tơ kê đốt non bát xa nó đòi xa tại ban đốt đầm bay sầm lấp ba chiếc cặp bút được non chiết bôi nó ai sầm ăn màu tận đi.